Bài tập số 2, tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường. Chúng ta có hai trường hợp A và B. Trường hợp A giới hạn bởi đường y bằng sin 2x, y bằng cos x, y bằng 0, xin lỗi, x bằng 0 và x bằng a. Thì thầy nhắc nhanh lại cái trường hợp A này, nó rơi vào cái tình huống như trong phần lý thuyết chúng ta đã xét. Đấy là đồ thị giới hạn bởi đường y bằng fx này, y bằng gì? Gx này. Đường thẳng x bằng gì? A này, và đường thẳng x bằng b. Ta vẽ minh họa hai cái đường thẳng x bằng a và x bằng b. Thì nếu trong cái phạm vi từ a đến b mà hai đường này không cắt nhau thì đây là diện tích. Còn nếu nó cắt nhau thì sao? À, ta giả sử nó cắt nhau tại một điểm, một điểm có hoành độ là x thì không được không? Thì đây là phần diện tích của chúng. Phần này là 1, phần này là 2. À, nó sẽ là tích phân từ a cho đến x0 cộng x0 cho đến tích phân từ x0 đến b. Đấy. Còn nếu nó cắt nhau tại nhiều điểm nằm trong phạm vi từ a đến b thì giả sử như là x1 lớn hơn a, lớn hơn x2, xin nhỏ hơn x2, nhỏ hơn x3, nhỏ hơn b. Đấy, chúng ta sẽ có các cái phần diện tích là tích phân từ a cho đến x1 cộng từ x1 đến x2 cộng từ x2 đến x3, x3 đến b, vân vân. Và tiếp tục được mở rộng nếu như trong khoảng này có nhiều nghiệm. Đó. Thế còn những cái nghiệm nằm ngoài khoảng AB thì sao? Thì ta không được xét, bởi vì phần diện tích của chúng ta là cái phần hình cong, là cái phần giới hạn bởi các đường x bằng a và x bằng b. Những cái giá trị của nghiệm là nằm ngoài khoảng AB, tức là hai cái đường cong này mà giả sử nó có gặp nhau tại các vị trí nằm ngoài AB thì phần diện tích đó cũng không được tính. Tóm lại là gì? Trong cái trường hợp này, chúng ta sẽ giải cái phương trình fx bằng gx để tìm hoành độ giao điểm, và chúng ta sẽ chỉ chọn ra những cái nghiệm nằm trong khoảng từ a cho đến b nhé. Ý a này, ta đi tìm cái hoành độ giao điểm của đường y bằng sin 2x và đường y bằng cos x. Ta giải cái phương trình sin 2x bằng cos x thì tương đương với gì nhỉ? Sin 2x em tách thành 2 sin x cos x, để chuyển cos x sang phía bên trái thì em đặt nhân tử chung là cos x ra ngoài, bên trong sẽ còn 2 sin x trừ đi 1. Thì đến đây tương đương với gì? Cos x bằng 0. Còn sin x sẽ bằng là đi 1/2. Nếu cos x bằng 0 thì em biết là x bằng pi trên 2 cộng với k pi. Còn x bằng 1/2 em nhận thấy sin x bằng 1/2 thì x sẽ bằng pi trên 6 đúng không? Cộng k 2 pi, hoặc x bằng gì? 5 pi trên 6 cộng với k 2 pi. Đó. Thế em nhớ là chúng ta chỉ chọn ra những cái nghiệm mà nằm trong khoảng từ 0 cho đến pi trên 2. Để ta kiểm tra cái công thức nghiệm thứ nhất này. Nếu k bằng trừ 1 thì nghiệm nó âm. Pi trên 2 trừ đi pi nó âm mất rồi. K bằng 0 thì nó pi trên 2. À, thỏa mãn. K bằng 1 thì nó vượt quá phạm vi pi trên 2. Vậy thì cái trường hợp thứ nhất này chỉ chấp nhận giá trị k bằng 0. Trường hợp thứ hai, nếu k bằng âm 1 thì x này nó âm mất rồi. Nó bằng 0 thì pi trên 6 thỏa mãn. Nó bằng 1 thì lại vượt quá pi trên 6 cộng với 2 pi, vượt quá cái pi trên 2. Thế vậy thì tóm lại là ở cái công thức thứ hai này chúng ta cũng chỉ chấp nhận cái k bằng 0. Ở cái công thức thứ ba, nếu k là âm 1 thì 5 pi trên 6 trừ đi 2 pi thì âm cả loại. Nếu k bằng 0 thì x bằng 5 pi trên 6 vượt quá pi trên 2. Và hiển nhiên x bằng 1 trở đi cũng vượt quá. Tóm lại là các nghiệm ta chọn là hai từ hai công thức nghiệm ban đầu ứng với trường hợp k bằng 0 nhé. Đấy. Các nghiệm x bằng gì nhỉ? Với trường hợp thứ nhất k bằng 0 thì x bằng pi trên 2, và ứng với trường hợp thứ hai tập một phân tích cũng ứng với k bằng 0, tức là x bằng pi trên 6 thì thuộc khoảng từ 0 cho đến pi trên 2. Đấy.
Bây giờ thầy vẽ cái hình minh họa để em dễ hình dung. Nhớ rằng ở đây ta chỉ vẽ mang tính chất minh họa. Đường thứ nhất là x bằng 0, đường thứ hai là x bằng pi trên 2. Thế thì hai cái đường cong fx và gx này nó cắt nhau tại các điểm. Điểm thứ nhất là có hoành độ pi trên 6, điểm thứ hai là pi trên 2, thì đúng bằng pi trên 2 chúng cắt nhau. Ta vẽ đại khái như thế này. Đấy. Đây là một cái đường y bằng fx này, một cái đường y bằng gx này. Thì thầy lưu ý này, cái hình vẽ này rất là tương đối thôi. Thế một số em với lại cầu kỳ vẽ cái đường y bằng sin hay x y bằng cos x, cái việc đó là thừa thãi em ạ, nó vô nghĩa trong cái tình huống này. Chúng ta chỉ hiểu là hai cái đường này nó cắt nhau tại điểm có hoành độ là pi trên 6 nào. Đấy, và một điểm có hoành độ là pi trên 2, có nghĩa là trong khoảng từ 0 cho đến pi trên 6 ấy thì không có điểm nào khác nhau cả, nên diện tích của nó đây trong khoảng từ pi trên 6 đến pi trên 2 thì không có cái điểm giao nhau giữa chúng, nên diện tích của nó đây. Đấy, còn chuyện đường nào nằm trên, đường nào nằm dưới không quan trọng, đúng không? Trong ví dụ trong khoảng này chúng ta không biết là sin hay x nằm trên hay là nằm dưới, không quan trọng. À, chúng ta không cần vẽ chính xác cái tọa độ của chúng, cái đồ thị của nó làm gì. Đấy, vì việc đó hoàn toàn không cần thiết. Như vậy ta suy ra này, diện tích cần tìm là S bằng trị tuyệt đối của tích phân từ 0 cho đến pi trên 6 của fx trừ gx, hay là gx trừ fx cũng được vì chúng ta đã có cái trị tuyệt đối rồi. Ở đây ta sẽ lấy sin 2x trừ cos x dx cộng với cái phần diện tích thứ hai này, trị tuyệt đối của tích phân từ 0 đến, xin lỗi, từ pi trên 6 cho đến pi trên 2 của sin 2x trừ cos x dx. Đó. Thế thì đơn giản rồi đúng không? Bây giờ chúng ta tìm cái nguyên hàm của sin 2x. Nguyên hàm của sin 2x sẽ phải bằng trừ 1 phần 2 cos 2x. Nguyên hàm của cos x thì sẽ là sin x. Vậy ở đây phải là trừ đi sin x. Cận từ 0 đến pi trên 6. Nhớ rằng tất cả phải đặt trong trị tuyệt đối. Cộng với cái phần thứ hai, nguyên hàm cũng là trừ 1 phần 2 cos 2x trừ sin x. Đấy. Cận lúc này là chạy từ pi trên 6 cho đến pi trên 2. Ta đóng cái trị tuyệt đối. Thế nó bằng gì? Chúng ta lần lượt tính này. Ở cái phần thứ nhất, ta thay pi trên 6 vào, ta tính là nháp nhé. Trừ 1 phần 2 cos của pi trên 6 nhân với 2 thành pi trên 3, mà cos của pi trên 3 là 1 phần 2. Trừ đi sin của pi trên 6, tức là trừ đi 1 phần 2. Ta thay cận bằng 0 vào này thì trừ đi mở ngoặc, cos của 0 thì bằng 1, vậy đây là trừ 1 phần 2. Sin của 0 thì bằng 0, vậy phá ngoặc ra ta sẽ còn là cộng với 1 phần 2. Vậy trừ 1 phần 2 với cộng 1 phần 2 đây hết. Còn lại trừ 1 phần 2 nhân 1 phần 2 sẽ là 1 phần 4. Phần thứ nhất ta được 1 phần 4. Phần diện tích thứ hai ta là được thay x bằng pi trên 2 và x bằng pi trên 6. Với x bằng pi trên 2 em này thì sẽ là trừ 1 phần 2 này nhân với cốt của 2x, tức là cốt của pi, và cốt của pi thì bằng trừ 1. Vậy đây nhân với trừ 1. Ta x bằng pi trên 2 vào đây thì sin của pi trên 2 là bằng 1, tức là trừ đi 1. Thay cận tại pi trên 6 vào thì em sẽ được trừ 1 phần 2 cốt của 2pi trên 6, tức là cốt của pi trên 3 đó bằng 1 phần 2. Trừ đi sin của pi trên 6, tức là trừ đi bao nhiêu nhỉ? 1 phần đúng rồi, trừ đi 1 phần 2. Đấy. Để chỗ này ta sẽ có là 1 phần 2 trừ đi 1, còn trừ 1 phần 2. Ở trong ngoặc này chúng ta có là trừ 1 phần 4 với trừ 1 phần 2 thành trừ 3 phần 4. Vậy thì phá ngoặc lên thành cộng với 3 phần 4.
hay bằng nhân 2 vào đây thì sẽ là trừ 2 phần 4 cộng với 3 phần 4 thành 1 phần 4. À, cái phần diện tích thứ 2 này cũng là 1 phần 4 cộng với 1 phần 4. Vậy kết quả cuối cùng là 1 phần 2 đơn vị diện tích. Đấy. Ta sang cái IB. Ở cái IB thì nó cũng thuộc cái dạng giới hạn bởi bốn cái đường y bằng gì? Y bằng fx, y bằng gx, đường x bằng a và đường x bằng gì? B. Thế chúng ta lại phải tìm hành độ giao điểm của fx và gx. Hành độ giao điểm của y bằng 2 mũ x và y bằng 3 trừ dx. Ta có là 2 mũ x thì bằng 3 trừ dx. Thế thì trong cái trường hợp này chúng ta phải nhẩm nghiệm tương đương với ở đây nếu x bằng 1 em ạ thì 2 mũ 1 bằng 2. Ở đây x bằng gì? 1 thì 3 trừ 2 bằng 1. Vậy tương đương với x bằng 1. Ta nhẩm nó được nghiệm x bằng 1, nhưng vấn đề là nếu ta còn nghiệm khác thì sao? À, chắc chắn không, là vì em thấy này, đối với hàm fx này bằng 2 mũ x, đạo hàm của nó thành 2 mũ x phẩy lớn hơn 0. Đối với hàm 3 trừ dx thì nó lại gì? Bằng trừ 1, nhỏ hơn 0. Nên một hàm luôn luôn đồng biến, một hàm luôn luôn nghịch biến, một hàm luôn đi lên, một hàm luôn luôn đi xuống. Vậy chúng sẽ chỉ gặp nhau một lần, tức là chúng sẽ chỉ có một giao điểm thôi. Nên kinh nghiệm này là gì? Là duy nhất rồi. Đấy. Thế bởi vì đây là cái bài tính ứng dụng tích phân để tính diện tích. Và do vậy cái việc giải cái phương trình này này thì em chỉ cần làm một cách vắn tắt chứ không cần phải trình bày một cách kỹ nữa nhá. Còn nếu là một bài giải phương trình thì rõ ràng cái việc giải phương trình này cần phải trình bày một cách chi tiết hơn. Cái lý do tại sao nó chỉ có một nghiệm. Thế chúng ta biết này, ta phác họa cái hình ảnh nhá. Em có cái đường y bằng 0 này, đường y bằng 2 này, đó, đường y bằng trừ x cộng 3, đó, đường y bằng trừ x cộng 3, tức là nó như thế này, và đường y bằng 2 mũ x. Thế thì trong cái phạm vi này nó sẽ cắt nhau tại một điểm là x bằng 1, đây, chiếu xuống đây là đường y bằng 1, thì đây là phần diện tích của nó. Đó, nhớ cho thầy là thầy đang vẽ chỉ có tính chất minh họa rằng là trong cái khoảng từ 0 cho đến 2, hai đường này nó cắt nhau tại một điểm x bằng 1. Thế còn chính xác vị trí các điểm thì thầy không căn chỉnh cái chuyện đấy đâu. Tức là ta có thể hoàn toàn được phép đại khái cho cái việc vẽ cái hình minh họa này. À, từ đây ta suy ra diện tích cần. Diện tích cần tìm là gì nhỉ? S sẽ bằng chi tuyệt đối của tích phân từ 0 cho đến 1 của fx trừ gx, tức là 2 mũ x trừ đi 3 cộng với x dx. Đấy. Cộng với chi tuyệt đối của phần thứ hai này là tích phân từ 1 cho đến 2 của 2 mũ x trừ đi 3 cộng x dx. Ta cũng đặt trong chi tuyệt đối. Thế bây giờ ta phải tìm cái nguyên hàm thôi. Em nhớ lại cho thầy cái đạo hàm của hàm mũ. Nếu y bằng a mũ x thì dẫn y phải bằng gì nhỉ? Y phải bằng a mũ x nhân với loga lambda của a. Đấy, đấy là công thức tính đạo hàm. Thế về nguyên hàm thì sao? Vậy thì nguyên hàm của nó này. Nguyên hàm của a mũ x sẽ bằng gì nhỉ? Sẽ phải bằng a mũ x chia cho loga lambda của a nhé. Vì sao vậy? Cái này mà đạo hàm lên này, ngược lại thì nó sẽ bằng a mũ x này nhân với loga lambda của a này, rồi chia cho loga lambda của a nữa thì mới đúng là a mũ x. Đây thì thiếu cái đấy nhé. Như vậy, nhắc như vậy để em biết là nguyên hàm của 2 mũ x thì sẽ là 2 mũ x trên lambda của a. Nó sẽ bằng chi tuyệt đối của
nguyên hàm của 2 mũ x này. 2 mũ x chia cho loga labia của 2. Nguyên hàm của 3 là trừ 3 mũ x. Nguyên hàm của x tức là x bình trên 2. Cận được 0 đến 1. Đấy. Cộng với phần diện tích thứ hai cũng thế, sẽ là 2 mũ x trên labia của x, và xin lỗi, labia của 2 trừ đi 3 x cộng x bình trên 2. Cận từ 1 đến 2. Bây giờ ta thay số thôi. Thay giá trị x vào 1 vào đây, bây giờ chúng ta nháp. Thì em sẽ được này. X vào 1 vào đây sẽ là 2 chia cho labia của 2 trừ đi 3 cộng với 1 và 2. Còn thay x bằng 0 vào đây thì em sẽ được 2 mũ 0 thì bằng 1. Vậy là 1 trên labia của 2. Thay x bằng 0 vào đây và x bằng 0 đây đều được 0 hết. Vậy đây chỉ còn lại là trừ 1 trên loga labia của 2. Chúng ta có 2 labia của 2 trừ 1 labia của 2 còn 1 trên labia của 2. Trừ đi bao nhiêu nhỉ? 6 phần 2 cộng với 1 phần 2 là 5 phần 2. Vậy trừ đi 5 phần. Trừ đi 5 phần 2. Thế thì ở đây về trị tuyệt đối thì 5 phần 2 sẽ lớn hơn 1 trên labia của 2. Cho nên chúng ta khi phá trị tuyệt đối thì chúng ta phải đổi dấu ngược lại. Nó sẽ là 5 phần 2 trừ đi labia của 2. Xin lỗi, trừ đi 1 trên labia của 2. 1 trên loga labia của 2. Và phần thứ hai này, ta lại tính tiếp nhé. Cộng với, thay 2 vào đây em sẽ được 4 trên loga labia của 2 này. Thay 2 vào đây em sẽ được trừ 6 này. Đấy, thay 2 vào đây em sẽ được cộng 12 này. Đấy là cận thứ nhất, cận thứ hai này, bằng ngoặc. Thay 1 vào đây em sẽ được 1 trên labia của 2 này trừ đi 3 này cộng với 1 phần 2 này. Hay nó bằng 4 trên labia của 2 trừ đi 4 này trừ đi 1 trên labia của 2 này cộng với 3 này trừ 1 phần 2 này. Như vậy chúng ta sẽ có 4 labia trên labia của 2 trừ 1 trên labia của 2 còn 3 trên loga labia của 2 trừ đi 1 trừ đi 1 phần 2 tức là trừ đi 3 phần 2. Thế thì nếu so sánh giữa 3 trên loga labia của 2 và 3 trên 2 thì labia của 2 chỉ có bằng 0,693, nó nhỏ hơn, nên 3 trên labia của 2 sẽ lớn hơn 3 phần 2. Cho nên là khi bỏ trị tuyệt đối đi thì cái phần này sẽ được là 3 chia cho loga labia của 2 trừ đi 3 phần 2. Đây được kết quả này. Chúng ta thu gọn nhé. 5 phần 2 trừ đi 3 phần 2 thì còn mấy? Còn 2 phần 2 tức là 1. 3 trên labia của 2 trừ đi 1 trên labia của 2 thì còn 2 trên labia của 2 tức cộng với 2 trên loga labia của 2 đơn vị diện tích. Đó, chúng ta hoàn thiện cái bài tập số 2 và bây giờ tạm nghỉ trong 1 phút, thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn các em bài tập số 3 và bài tập số 4.